Kể từ khi bắt đầu bước vào Nam Thịnh, những vụ giết người tàn ác thường xuyên xảy ra trên khắp Trung Quốc, phản ánh mức độ thù địch cao độ đang diễn ra ở nước này. Ngày 9 tháng 2, ngay giữa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra ở làng Trạch Khoa, huyện Cư, thành phố Nhật Chiếu, Sơn Đông. Tiếng súng hòa lẫn tiếng pháo khiến 21 người thiệt mạng. Đây là vụ giết người lớn nhất trong những năm gần đây, gây chấn động cả trong và ngoài đại lục. Chỉ 5 ngày sau, xảy ra vụ án mạng ở làng Dân Phong, huyện Động Khẩu, thành phố Thiệu Dương. Con rể về nhà bố mẹ vợ chúc Tết rồi chém chết bố vợ, mẹ vợ và 3 người khác bị thương nặng. Cùng ngày, một vụ án mạng cũng xảy ra tại đường quốc lộ ở huyện Dân Hà, tỉnh Thanh Hải. Kẻ sát nhân 33 tuổi là Diệp Tuấn Minh đã giết vợ vì cãi nhau, sau đó bỏ trốn. Trong 3 ngày tiếp theo, cũng liên tiếp xảy ra 4 vụ án đẫm máu khác. Một vụ đâm dao tại khu dân cư cũ ở quận Du Trung, Trùng Khánh khiến 3 người bị thương. Một vụ án mạng ở thị trấn Trần Gia Hà, huyện Tang Thật, tỉnh Hồ Nam. Trong một vụ án mạng lớn xảy ra ở thị trấn Mã Phường, huyện Yên Lăng, tỉnh Hà Nam, kẻ sát nhân đã dùng thiết bị phun lửa để gây án. Hắn giết người và đốt tất cả những gì hắn nhìn thấy. Trẻ em, phụ nữ mang thai và người già đều không tha. Cùng ngày, một vụ án khác xảy ra ở thị trấn La Đông, thành phố Nam An, Phúc Kiến, khiến một gia đình 3 người thiệt mạng. Ngày 20 tháng 2, một giáo viên trường tiểu học trung tâm thị trấn Khê Đầu, huyện Dương Tây, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông đã đâm chết một người. Những vụ án được tiết lộ này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi vì chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa nhiều thông tin. Chi tiết về vụ việc cũng như động cơ giết người không thể thấy trong thông tin chính thức, tất cả đều dựa vào tin tức từ người dân hoặc các cuộc phỏng vấn. Có 2 nguyên nhân chính cho những vụ án tàn khốc này. Thứ nhất là sự phẫn nộ và trả thù của công chúng do chính chế độ làm điều ác gây ra. Thứ hai là một số mâu thuẫn trong người dân, phần lớn là xung đột dân sự. Về vấn đề này, ông Đường Tỉnh Viễn, một nhà bình luận thời sự, cho rằng xã hội Trung Quốc rất bạo lực và đây chỉ là một triệu chứng. Đằng sau vẻ ngoài này là một đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đạo đức nghiêm trọng và khủng hoảng về quản lý xã hội ngoài tầm kiểm soát. Đặc biệt, sự tồn tại một lượng lớn những điều bất công trong pháp luật, việc dùng quyền lực và tiền bạc để đàn áp kẻ yếu trở nên bình thường. Tình trạng tham nhũng toàn diện trong hệ thống chính quyền đã khiến lượng lớn người dân mất niềm tin cơ bản vào chính quyền và cơ quan tư pháp. Vì vậy, khi gặp phải xung đột khó giải quyết, điều đầu tiên người ta thường nghĩ đến không phải là tìm đến pháp luật hay quan chức, mà là lựa chọn trút giận bằng cách chết thì cùng chết, bởi nhiều người cảm thấy không còn cách nào khác ngoại trừ việc tự mình ra tay. Một khía cạnh khác, nó phản ánh bộ máy quan liêu của chính quyền Trung Quốc đã ở tình trạng tê liệt trong việc quản lý xã hội. Không những không giải quyết được các vấn đề xã hội, mà còn trở thành kẻ tạo ra những vấn nạn xã hội. Các trường hợp trả thù xã hội ác độc xảy ra thường xuyên. Tác động lớn nhất là có thể gây ra hiệu ứng bắt chước, vì sự đàn áp và bất công của chính quyền lan rộng nên có thể gây ra những vụ việc tương tự, tạo thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng khiến dư luận tập trung vào những xung đột trong hệ thống chính quyền. Đây là phương thức hoạt động của một hệ thống chính trị mà đã đến giai đoạn cuối.